Bánh lúc này là nó thơm mùi lá chuối lắm, mình hấp kiểu này là bánh nó dẻ nữa. Đó. Bánh nó dẻ nè các bạn. Bột này là vừa luôn. Cái bột này các bạn hấp bánh chuối bình thường cũng ngon nữa. Bây giờ mình cắt ra từng miếng ha. Mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì nhà mình có chuối chín mùi ngon quá nên mình làm bánh chuối. Sáng nay mình chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm bánh chuối này thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà sau khi mình làm xong thì bánh nó thơm, dẻo, béo, ngon lắm ha. Tại vì mình hấp chung với nước cốt dừa. Và hôm nay thì mình hấp với cách mới để cho bánh mình ăn được ngon hơn, không bị ngán các bạn. Nguyên liệu ở đây thì mình có là 250 g bột gạo lọc, 50 g bột năng, 100 g đường và 400 ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì để tí xíu mình trộn chung với bột luôn ha. Và 10 trái chuối xiêm chín. Chuối chín càng mùi thì càng ngọt càng ngon ha. 10 trái chuối này là khoảng 900 g. Mình cho 50 g bột năng vào trong 200 g bột gạo, 100 g đường và một tí xíu muối vì ngọt đậm đà hơn, này là khoảng 2 g muối, nước cốt dừa cho hết vào, trộn đều lên. Mình làm bánh kiểu này sau khi mình hấp xong thì bánh nó béo ngon luôn, không cần thắng thêm nước cốt dừa đâu ha. Và mình làm bánh này thì sau khi mình làm xong, cái chuối và bột nó hòa quyện với nhau á, nó vừa luôn, không bị nhão mà không bị khô đâu. Thì mình sẽ lược qua gay để bột mà có cặn thì nó cũng sẽ sạch lại nha. Lột chuối ra xong rồi thì mình sẽ xắt ra thành từng lát mỏng gì nè, để mình bóp chuối ra nhuyễn cho nó nhanh. Xong rồi thì mình cho vào trong bột. Mình trộn đều lên và để cho bột nghỉ nở khoảng từ 10 đến 15 phút nha các bạn. Cho bột và chuối nó hòa quyện với nhau á. Vậy thì mình hấp bánh nó sẽ được ngon hơn. Trong khi chờ bột nghỉ nở thì mình sẽ đi cuốn lá để mình hấp bánh nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị dây nè. Và lá chuối. Lá chuối này thì mình đã phơi cho nó héo rồi. Để mình cuốn cho nó dễ. Mình cứ xếp mình cuốn góc xéo vậy ha. Có cái cây này mình cuốn dễ lắm. Nếu không có cây các bạn có thể làm bằng cây cuốn chuối. Cái mình buộc ngang chính giữa để mình cố định lại. Giống như là mình làm bánh cuốn vậy đó các bạn. Xong rồi dưới này thì mình bẻ lên. Chừa ở trên để tí xíu mình đổ bột vào. Đó. Xong rồi đó các bạn, giờ là mình có thể đổ bột vào á. Rồi mình hấp bánh được đó, nhưng mà mình sẽ cuốn thêm để tí xíu nữa mình làm cho nó nhanh. Hay là các bạn cũng có thể cuốn cái bề đậm ở ngoài cũng được đó. Mình cứ xe gì nè. Có ống thì nó sẽ được đều hơn, bánh nó được tròn. Mình hấp bánh chuối bằng cách này thì rất là gọn gọn lắm. Sau khi mình hấp xong rồi cái cầm cái cuốn lá này mình đỡ bánh như mình ăn luôn, rồi nó thơm mùi lá chuối và nó dẻ bánh ngon lắm. Bột có về nó đã nở, giờ nó sánh như này các bạn, vì là vừa lắm nè. Rồi thì mình sẽ cho vào trong ca, cho vào trong cuốn lá mình hấp bánh thôi. Mình đổ bột vào trong lá. Chừa ở trên đầu một ít thì các bạn, để mình bẻ lá xuống nó không có bị trào bột lên nha. Đó. Rồi thì mình sẽ buộc ngang.
Xong rồi các bạn mình làm cho hết bộ còn lại nha. Rồi thì mình sẽ cắt từ trong sửng để mình hấp. Bánh này thì mình sẽ hấp nha. Cắt hơi thưa thưa này là hấp cho nó nhanh chín. Mình hấp từ 15 tới 20 phút. Đó. Bánh bây giờ là mình hấp được 20 phút luôn nè các bạn. Giờ mình đã dở ra, xả hơi và bánh nó đã chín rồi. Bánh bây giờ thì nó đã dẻ và nó nở lên á. Nhìn thấy nó căng tròn, đẹp hết trơn luôn nè. Đó, mình dở lên mà cái bánh nó không có bị mềm nữa nha. Là cái bột nó vừa phải, nó không có bị nhão đó các bạn. Tí xíu đó, khi nào mà nó nguội rồi mình dở ra bánh nó dẻ ngon và nó thơm mùi lá chuối lắm. Đây nè, cái nào cũng vậy hết trơn, nó không có bị xì đâu, tại vì mình làm bột này là nó vừa, nó không có bị lỏng đâu ha. Bánh bây giờ còn hơi ấm ấm nè các bạn, thì giờ mình cũng gửi cho các bạn xem bên trong bánh như thế nào nha. Bánh lúc này là nó thơm mùi lá chuối lắm, mình hấp kiểu này là bánh nó dẻ nữa. Đó. Bánh nó dẻ nè các bạn. Bột này là vừa luôn, không bị cứng mà không có bị mềm nữa. Cái bột này các bạn hấp bánh chuối bình thường cũng ngon nữa. Bây giờ mình cắt ra từng miếng ha. Đó. Bánh nó dẻ lắm. Bánh chuối lúc này nó dẻ lắm các bạn. Và nó thơm mùi lá chuối với nước cốt. Bây giờ thử cái vị ngọt như thế nào ha. Mời các bạn nha. Bánh thì cái độ ngọt vừa phải, thơm béo và bánh nó dẻ này các bạn, để càng nguội nó càng dẻ càng ngon hơn nữa. Nó dẻ mà nó không bị cứng đâu nha. Đây là món bánh chuối bình thường nhưng mà mình hấp theo cách này thì nó dẻ, thơm mùi lá chuối và béo nước cốt dừa rất là ngon. Mình thêm cách này mình hấp thì bánh nó ăn ngon không bị ngán ha. Vậy thì rất là đơn giản mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm món bánh chuối hấp theo kiểu mới này. Cách này thì đơn giản, dễ làm nhưng mà bánh thì rất là ngon. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh này và thích cách làm này thì hãy thử và bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhắn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip này cả nhà. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nữa nha.